Kính thưa quý vị, vậy là một mùa trung thu nữa lại đến. Bên cạnh hình ảnh đèn lồng và mâm ngũ quả thì bánh trung thu là một trong những món mà không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt, đặc biệt là gia đình của em nhỏ. Và thay vì mua bánh trung thu ở ngoài hàng, nhiều mẹ luôn muốn tự tay làm bánh trung thu cùng con, vừa đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn mà lại vừa ý nghĩa. Chính vì thế hôm nay hãy cùng Red Mom gặp gỡ với chị Nguyễn Ngọc, đầu bếp của Vanessa Cake. Và chị đang rất sẵn sàng giúp chúng ta tự tay làm ra những chiếc bánh trung thu với những hình thù ngộ nghĩnh. Xin chào các mẹ, hôm nay mình cùng với cả bé Giang thì sẽ cùng nhau giới thiệu đến các bạn cách làm ra những chiếc bánh dẻo rất là thơm ngon và cùng với những hình thù rất là ngộ nghĩnh. Cách làm và nguyên liệu thì đều rất là đơn giản, dễ mua. Chính vì vậy mà tại gia đình nhỏ của mình, các mẹ hãy cùng với con cùng nhau trải nghiệm để tạo nên mùa trung thu đầy ý nghĩa và khác biệt này nhé. Ở đây nguyên liệu thì chúng ta bao gồm bột bánh dẻo, nhân đậu xanh đã được xên sẵn, dầu ăn, tinh dầu hoa bưởi và nước đường đã được đun. Cạnh những cái nguyên liệu cần thiết thì chúng ta cũng cần phải có những cái dụng cụ để làm nữa. Ở đây thì mình sẽ cần một chiếc phới, đũa, khuôn, cái khuôn nhựa như này rất là xinh, khuôn này, khuôn con cá, một chiếc cân nhỏ, một chiếc bát để chúng ta sẽ nhào bột cùng theo cả găng tay nữa. Bây giờ thì Ngọc cùng với cả bé Giang sẽ bắt tay vào công việc làm bánh. Trước mắt thì Ngọc sẽ hướng dẫn bé Giang chia ra những cái viên nhân nhỏ nhỏ. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ đeo găng tay vào. Con đeo cái đôi găng tay này vào cho cô nhé. Với chiếc bánh dẻo thì chúng ta sẽ làm theo tỷ lệ là 2 vỏ và 1 nhân. Những hình con thú như thế này thì nó sẽ rơi vào khoảng là 34-36g. Thì ở đây mình sẽ làm nhân đậu xanh này khoảng 12g. Ở đây mình sẽ cân nhân lên. Đó, thì sau đấy chị sẽ vo như thế này. Việc xoa như thế này thì có thể đưa cho em bé. Em bé có thể giúp mẹ được. Đấy, con xoa tròn thì xong sau đấy thì đặt xuống đĩa nhá. Vài giọt tinh dầu hoa bưởi. Thì cái này tinh dầu hoa bưởi thì các bạn có thể cho tùy ý. Nếu mà ai thích ăn thơm thì mình có thể cho nhiều hơn một chút, hoặc là không thích mùi của hoa bưởi thì mình cũng có thể bỏ qua. Nhưng mà ở đây thì mùi bánh dẻo cũng nào sẽ có mùi tinh dầu hoa bưởi là mùi đặc trưng. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này, khuấy cái hỗn hợp này lên thì ra khuấy cho cô nhé. Sau đấy thì sẽ đến phần bột bánh dẻo. Bột bánh dẻo thì chúng ta sẽ cân với 70g nước đường thì sẽ là 35g bột bánh dẻo. Bây giờ thì mình sẽ đổ bột bánh dẻo vào trong hỗn hợp nước đường. Các bạn lưu ý là đổ từ từ thôi, mình sẽ đổ từ từ vào ngoài từ từ. Sau khi mà đổ được 2/3 rồi thì chúng ta sẽ dừng lại và ngoảnh tiếp. Miết dài ra như thế này này. Miết dài ra. Ở nhà mình không có những cái tấm silicone như thế này thì mình có thể để cái màng bọc thực phẩm để cho có một cái mặt bàn sạch sẽ và mình cũng có thể làm được. Đến khi mà khối bột đã cứng cáp như thế này rồi và trở nên đỡ dính hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu chia nhỏ ra, chia nhỏ khối bột ra để tạo hình. Hợp bột như này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chia bột. Hợp bột này thì sẽ khoảng 22g.
Được, chúng ta sẽ bắt đầu nặn, tiến hành nặn. Được, cho con cầm một một cái. Trước khi nặn này mình sẽ dùng lòng bàn tay ép ép bột ra này. Xong sau đó thì cho nhân vào giữa và bọc nó vào, con bọc vào. Bọc vào dễ đúng không? Sau đấy thì vo tròn này. Vo mạnh, con vo mạnh nào. Rồi, sẽ được những cái hình khuôn cũng vậy. Trước khi làm thì chúng ta phải có bột áo. Đây nha, cho con một hình, cô một hình. Nào, mình làm nào. Phần bột áo thừa ra thì mình sẽ đập gọn ra một chỗ. Này, con đập ra đây. Này, để cô kiểm tra nào. Rồi, để cô chú nha. Xong sau đấy thì cũng phải bột là từ từ áo cho cái viên viên bột bánh dẻo này của mình. Con làm chậm rồi các bạn là nhìn thấy ở cái phần bột ở ngoài này sẽ tạo ra một lớp phấn trắng như thế này là sẽ đạt. Sau đấy thì mình cũng cho bánh bao khuôn này, ấn xuống. Đúng rồi, con ấn cho gọn vào đây. Sau khi mà đã ấn xuống như thế này xong nhá, thì chúng ta sẽ úp ngược xuống và gõ. Gõ mạnh nào, gõ mạnh xuống nào. Mạnh nữa. Được rồi. Yeah, vậy là bé Giang cũng đã làm được một con cá rất là xinh. Và hình của mình là hình một chú thỏ rất là ngộ nghĩnh. Bây giờ sẽ xếp ra đây và chúng ta sẽ làm tiếp những chỗ còn lại, chỗ bột còn lại. Trải nghiệm thật đặc biệt của con trong mùa chăn năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.